nên là mình sẽ miết đều vào trong ạ, để nó không bị lộ cái phần cánh mình vừa ghép xong các bạn nhé. Mình sẽ miết hai bên này để cho nó đều và đẹp hơn này, và cả cái phần đằng sau nữa các bạn nhé. Mình miết những cái phần này để cho nó nối liền vào với nhau các bạn, thì trông nó sẽ đẹp hơn, nó không bị lộ đâu các bạn nhé. Và mình miết một ít một này để cho nó cân đối với phần thân này và cái phần đằng sau này nữa. Và cái phần cánh gà này thì mình sẽ, các bạn có thể sử dụng cái màu khác này, kết hợp với màu khác nữa các bạn nhé. Cái phần này thì mình sẽ làm một màu thôi các bạn ạ. Mình sẽ bóp bẹt này ra nhé, bóp bẹt cái phần bên cánh này ra này để cho nó đẹp hơn nhé. Em mình sẽ bóp bẹt này ra này, đây là phần cánh của nó các bạn nhé. Mà mình sẽ uốn thì nó sẽ vuông hơn này, nắn nó sẽ vuông hơn nhé. Các bạn có thể thích kiểu cánh kiểu nào thì các bạn làm nhé. Đấy, đây nhá, đây phần cánh của mình này. Và bước tiếp theo thì mình sẽ đi làm cái phần mèo nhá. Mèo thì mình sẽ sử dụng màu đỏ các bạn, một lượng một ít màu đỏ nhá, để mình gắn vào này. Phần mèo thì mình sẽ làm cái to hơn một chút nhé. Đấy, và tiếp theo là bước cuối cùng này, thì mình sẽ đi gắn vào cái phần mèo này vào cái phần thân này các bạn nhé. Đấy, mình sẽ để chỏm như này ạ. Đấy, mình sẽ để chỏm như này các bạn nhé. Và sau đó mình sẽ dí bẹt này ra này, để cho nó to hơn và đẹp hơn nhé. Mình sẽ dí bẹt ra cái phần đằng sau này này. Đấy, để cho nó đẹp hơn và nó sẽ rõ hơn đấy các bạn. Và mình sẽ uốn nhọn lên, mình sẽ để nhọn lên nhé các bạn nhé. Đấy, đây là xong cái phần mèo của nó các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đi làm cái phần chân này. Phần chân của nó thì mình sẽ sử dụng cái màu khác nhá. Mình sẽ sử dụng màu da cam các bạn. Mình sẽ sử dụng màu da cam này này. Đây nhá. Mình lấy một lượng, mình lấy một ít màu da cam này này. Mình sẽ lấy gel, lấy một ít da cam này ra nhá. Và sau đó thì mình sẽ đi nặn cái phần chân này. Đấy, mình sẽ vê tròn này ra các bạn nhá, để bẹt này ra. Đấy, đây là phần chân của nó các bạn nhé. Mình sẽ để bẹt này ra này, giống như cái hình giọt nước các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi gắn cái phần chân vào đây nhé. Mình làm cân đối hai bên này, và sau đó mình sẽ gắn nhé. Đấy, mình sẽ gắn cái phần chân vào điểm dưới này này, phần dưới đáy này các bạn nhé, cái phần dưới đáy của con gà này. Đấy, mình sẽ gắn vào phần dưới này nhé. Mình gắn hai bên ạ.
đây nhá, mình sẽ gắn cái phần tay con gà này, hai bàn chân này các bạn nhé. Đấy, và mình sẽ chia theo ngón chân nhé, mình sẽ dùng kéo này để mình cắt thành chia thành ba ngón chân các bạn nhé. Sau đó mình tẽ ra các bạn. Đấy, mình tẽ ba ngón chân này ra các bạn nhé. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Nên vậy là mình đã hoàn thành xong một con gà rồi nhé. Và các bạn thấy rất là đẹp và đơn giản đúng không ạ? Trong quá trình làm mình đã hướng dẫn rất cụ thể và tỉ mỉ. Mình tin sau khi xem xong các bạn sẽ đạt được hơn mình đấy. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và chia sẻ các bạn nhé. Mỗi tuần mình sẽ ra video tạo hình tự đơn nặng các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bye bye các bạn.